Chào các em, hôm nay đến tiết vật lý chính. Cô sẽ dạy mấy em bài 13 là bài điện năng công của dòng điện. Bài 13 công điện năng và công của dòng điện, chúng ta đi vào phần 1. La mã là điện, điện năng. Một là dòng điện có mang năng, năng lượng. Thì ở đây mấy em thấy là vậy, người ta cho mấy em 6 vật dụng cụ điện. Một là nồi cơm điện, máy khoan, máy bơm nước, băng lạ điện, mỏ hàng và quạt điện. Thì ở đây người ta hỏi dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào. Thì em thấy là gì đây, muốn thực hiện công cơ học thì phải có lực tác tác dụng và phải có quãng đường dịch chuyển. Thì em nhìn đến đây là gì đây, công cơ học chúng ta gồm có là máy khoan, máy bơm nước và quạt hoặc điện. Cũng trong 6 dụng cụ này, người ta hỏi mấy em là dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị nào. Cung cấp nhiệt lượng, nhiệt lượng chính thiên là về cung cấp cho cái độ nóng của nó. Thì ở đây là mấy em thấy là nồi cơm điện, bàn là và mỏ hàng. Bàn là chính là bàn bụi của em đấy. Như vậy là gì, dòng điện có thể thực hiện công. Có thứ hai là gì, cung cấp nhiệt lượng thì người ta nói là về dòng điện có mang năng lượng. Như dòng điện có mang năng lượng là dòng điện như thế nào, là dòng điện có mang năng lượng vì nó có khả năng thực hiện công và cung cấp nhiệt lượng, và năng lượng của dòng điện người ta được gọi là điện năng. Chúng ta sang phần 2 nhỏ là sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác. Thì sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác, sách giáo khoa chúng ta có. Thế đây người ta cho em là gì, bóng đèn, dây tóc, đèn led, nồi cơm điện, bàn là, quạt điện, máy bơm nước. Thì dây tóc, bóng đèn là chúng ta sẽ có là gì, năng lượng ánh sáng và nhiệt năng. Đèn led cũng tương tự, năng lượng ánh sáng và nhiệt năng. Nồi cơm điện, bàn là chúng ta cung cấp nhiệt năng và năng lượng ánh sáng. Quạt điện là chúng ta và có cơ năng và nhiệt năng. Như vậy là về trong hai cái dạng năng lượng này thì chúng ta sẽ có một dạng có ích và một dạng vô ích. Cô ví dụ như bóng đèn, dây tóc thì chúng ta cần ánh sáng, thì chúng ta là năng lượng ánh sáng là phần năng lượng có ích. Và cái phần nhiệt năng chúng ta không cần là nó tỏa nhiệt, chúng ta không cần nữa là năng lượng vô ích. Đây là cô phân biệt ra năng lượng ánh sáng, nhiệt năng. Thì chúng ta cái năng lượng nào chúng ta cần thiết thì gọi là năng lượng có ích, còn năng lượng chúng ta không cần người ta gọi là năng lượng vô ích. Thì chúng ta thấy là vậy, điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác như nhiệt năng, cơ năng, năng lượng ánh sáng, vân vân. Kết luận này hay là gọi là hiệu suất, tỷ số phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ gọi là hiệu suất sử dụng của điện năng. Thế nên chúng ta hiệu suất, chúng ta ký hiệu là chữ H hoặc lớp 8 học rồi, bằng công có ích chia đi cho công toàn phần nhân cho 100%. Đây là công thức tín hiệu hiệu suất. Công có ích là phần năng lượng được chuyển hóa từ điện năng. A toàn phần là năng lượng toàn phần mà toàn bộ điện năng tiêu thụ. Chúng ta sang phần 2 mã là công của dòng điện. Thì công của dòng điện mấy em định nghĩa một nhỏ. Công của dòng điện là gì thì mấy em ghi trong sách giáo khoa giùm cô là trang 38 sách giáo khoa. Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Đó chính là cái khái niệm về công của dòng điện trong sách giáo khoa, mấy em ghi vào giùm cô trang 30 38. Hai nhỏ là công thức tính công của dòng điện hoặc là điện năng tiêu thụ. Thì ở đây câu C4 từ kiến thức học lớp 8, hãy cho biết liên hệ giữa công và công suất. Thì chúng ta học về công suất, A bằng B nhân T. Thì B bằng A chia T. Từ đây chúng ta suy ra được A bằng B thế bằng U nhân Y. Thì chúng ta sẽ có công là A bằng UIT. Trong đó U là hiệu điện thế, Y là cường độ dòng điện, T là thời gian, chúng ta tính đơn vị lại là giây. Ngoài những công thức này chúng ta còn có những công thức khác nữa.
Thầy dựa vào công thức là B bằng Y bình phương nhân R và B bằng U bình phương chia R, thì chúng ta thêm vào chúng ta có hai công thức 3 và 4. Vậy là tổng cộng chúng ta có 4 công thức tính công. Công của dòng điện còn được đo bằng đơn vị kWh. 1 kWh thì bằng 3.600.000 V. 1 kW thì bằng 1.000 W. 1 giờ thì bằng 3.600, 600 giây thì nhân ra được là 3.600.000 V. Đo công dòng điện thì chúng ta có công thức A bằng UIT, thì chúng ta sẽ đo dòng điện bằng là hiệu điện thế là von, von kế, cường độ dòng điện là ampe kế và đồng hồ đo thời gian là đo giây. Nhưng mà chúng ta không đo bằng bao dụng cụ này, chúng ta đo bằng công tơ điện. Cái công tơ điện này là cái đồng hồ điện, mỗi nhà chúng ta đều có cái đồng hồ điện để chúng ta tính điện năng chúng ta tiêu thụ trong một tháng. Lượng điện năng sử dụng được đo bằng công tơ điện. Thì ở đây em thấy là gì? Đây bóng đèn thì công suất của nó là 0,1 kW trong 3 giờ thì là 0,3. Số đếm công tơ điện là 0,3, như vậy là 0,3 kWh. Nồi cơm điện là 500W thì bằng 0,5 kW. 1 giờ thì bằng 0,5. Bằng là 1000W bằng 1 kW nhân cho nửa giờ thì ra là 0,5. 0,5 là 0,5 kWh cũng là số đếm của công tơ điện. Nhưng em lưu ý là gì? Số đếm của công tơ điện, một số đếm chính là 1 kWh. Mỗi số đếm của công tơ điện ứng với lượng điện năng đã sử dụng là 1 kWh. Ba la mã là phần vận dụng. Câu C7, một bóng đèn có ghi 220V 75W được thắp sáng liên tục với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ. Tính lượng điện năng mà bóng đèn này sử dụng và số đếm của công tơ điện khi đó. 220V là hiệu điện thế định mức và 75W là công suất định mức của đèn. Như vậy chúng ta đây là chúng ta có U nè, có B nè, có T nè, thì chúng ta sẽ tính như thế nào? Giờ chúng ta tóm tắt. U bằng 220V, B bằng 75W, em đổi ra kW là em thuộc lại 3 con hoặc là em chia cho 1000 là 0,075 kW. T là 4 giờ. Chúng ta tính A. Và số đếm của nó, chúng ta có A, điện năng là A bằng B nhân T bằng 0,075 nhân 4 bằng 0,3 kWh và số đếm của công tơ điện lúc bấy giờ là 0,3 số. Câu C8. Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế là 220V. Khi đó số chỉ của công tơ điện tăng thêm 1,5 số. Tính lượng điện năng mà bếp đã tiêu thụ, công suất của bếp điện và cường độ dòng điện chạy qua bếp trong thời gian trên. Thì là chúng ta tóm tắt là U bằng 220V. Thời gian là 2 giờ. Tính số đếm công tơ điện là N bằng 1,5 số. Câu A là tính lượng bích năng, công suất và tính là cường độ dòng điện. Và điện năng tiêu thụ của bếp tương ứng với số chỉ trên công tơ điện, nếu nó 1,5 số thì tương ứng nó là 1,5 kWh. Vậy A bằng 1,5 kWh bằng 5.400.000 J, thì em lấy 1,5 em nhân đi cho 3.600.000 J, lúc em đổi từ đơn vị kWh ra J. Công suất của bếp B bằng A chia T. 2 giờ mà em đổi ra là 7.200 giây thì em bằng 750W. Cường độ dòng điện chạy qua bếp Y bằng B chia U bằng 750 chia 220 bằng 3.341 A. Như vậy là bài học đến đây là kết thúc. Chào các em.